Tối mùng 9 tháng 11, tại Hoàng thành Thăng Long đã diễn ra lễ khai mạc Festival Lễ hội Bảo tồn và Phát triển làng nghề Việt Nam năm 2023 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đồng tổ chức. Đây được xem là sự kiện lớn chưa từng có với kỳ vọng lan tỏa những giá trị tốt đẹp của làng nghề Hà Nội. Đến dự buổi lễ khai mạc có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh, cùng đại diện một số tổ chức quốc tế và các nghệ nhân thợ giỏi được vinh danh. Nhấn mạnh thông điệp cùng nhau chúng ta nâng niu giá trị Việt, cùng nhau chúng ta nâng tầm làng nghề Việt, cùng nhau chúng ta kết nối tinh hoa Việt, phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cho biết, mỗi làng nghề đều gắn liền với câu chuyện đời sống vật chất, tinh thần tiếp nối qua nhiều thế hệ và được chắc chiêu, nâng niu trong từng sản phẩm. Thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để các nghệ nhân thợ giỏi, các nhà thiết kế thủ công mỹ nghệ gắn bó với nghề, với làng nghề, lan tỏa những nét đẹp, giá trị tích cực đến cộng đồng, cùng bảo tồn, phát huy giá trị làng nghề thủ công truyền thống, đóng góp cho chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng sống của cộng đồng cư dân nông thôn. Thủ đô Hà Nội được xem là cái nôi của cả nước khi có đến hơn 1.350 làng nghề và làng có nghề, hội tụ 47 trên 52 nghề trong tổng số nghề truyền thống. Hiện toàn thành phố có 322 làng nghề truyền thống đã được công nhận thuộc địa bàn 23 quận huyện thị xã. Thủ đô Hà Nội với lịch sử ngàn năm văn hiến, nơi lưu giữ kho tàng di sản văn hóa đồ sộ, phong phú và giàu giá trị bản sắc dân tộc. Trong đó, làng nghề truyền thống là một trong nơi lưu giữ những giá trị lịch sử văn hóa, vùng đất Thăng Long Hà Nội, địa linh nhân kiệt và sự giao thoa văn hóa của nhiều vùng miền. Mỗi làng nghề của Hà Nội đều mang bản sắc riêng với những sản phẩm độc đáo theo phong cách văn hóa địa phương, có sức cạnh tranh cao trên thị trường trong nước và quốc tế. Nổi bật những sản phẩm gốm sứ, dệt, thêu, ren, đồ gỗ mỹ nghệ, chế biến nông sản thực phẩm. Thành phố phấn đấu đến 2025 sẽ hình thành trung tâm phát thiết kế, sáng tạo và giới thiệu sản phẩm ô cốp của quốc gia tại thủ đô gắn với du lịch văn hóa và phát triển công nghiệp văn hóa. Đồng thời phát triển 9 cái trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu quảng bá sản phẩm ô cốp tại các huyện và thị xã. Tiếp nối các hoạt động gìn giữ, bảo tồn và phát triển làng nghề, từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 11 năm 2023, Festival sẽ triển khai nhiều hoạt động, trong đó trọng tâm là lễ vinh danh 100 nghệ nhân, thợ giỏi, hội chợ quốc tế giới thiệu sản phẩm, làng nghề đến từ 42 tỉnh, thành phố và nhiều quốc gia trên thế giới như Lào, Indonesia, Thái Lan, Nga.